Hai. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khang em ơi. Và ngày hôm nay thì lúc nãy giờ Khang đã chan được lên cấp 80 em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bật mí cho anh em một cái bí mật ở đây. Thì vừa rồi thì sau khi lên cấp 80 thì Khang đã được hỗ trợ cho mình đó là một cuốn tẩy tùy kinh, một quả lông một tịch, cũng như là kèm với một cái cuốn bí kíp tự chọn nha. Thì Khang đã chọn cho mình đó là đường môn Bảo Vũ là hoa. Đó. Thì sau khi cắn xong thì Khang đã có cho mình một cái cuốn tiểu thành bí kíp 9x lên cấp 11 rồi anh em. Tại Khang đã có skill chính thức mình là 11. Thì nếu như anh em nào mà có lên 11 rồi á thì anh em hãy phu về nhà. Anh phu về thành. Đó, rồi anh em đi liền kêu. Thì ok anh em, đây. Bây giờ dù như đi liền kêu thì Khang sẽ ra khu vực Sa Phu, Khang lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường nó liền kêu nè. Này. Liền kêu đó, nó ghi thẳng chỗ này đó, Hoa Sơn cảnh kỹ trường liền kêu đó coi. Khang coi thử liền 5 phút nó lên được mấy phần trăm. Rồi Khang chỉnh phím rồi. Nên Khang chỉnh lên phím chính. Rồi. Ok, đây là liền kêu này nè. Đấy, đứng sẵn sàng tới cái liền kêu này. Đây. Auto. Khang sẽ đánh quanh điểm ngẫu nhiên luôn. Rồi, bọn liền kêu này. Bọn liền kêu. Ủa sao nó xuống người vậy? Kỹ năng của bạn không đúng. À, lộn vũ khí, lộn vũ khí. Bây giờ nó coi cái vũ khí đâu ra đây. Khang đi tìm cái vũ khí coi. Đây nè, cái gì được mua khang mua cái vũ khí ạ. Binh khí đâu? Binh khí đây rồi. Khang sẽ đánh được mua một cái binh khí, khả năng đánh nướng nỏ nè, có sẽ mua một cái nỏ. Tự động đánh, tắt cái tự động đánh này. Rồi đến phong bình khí nè, đến gặp thằng Nervouser đường khuyết nè. Rồi. Giao dịch. Này bán gì đây? Trang cớ. Ui xôi, tất cả mọi thứ luôn. Ui. Nhưng mà là cái đường cái nỏ là cái tiêu là không có nè. Ủa, không có cái nỏ này mà bán nồi vậy. Khải giờ tập hóa thì có bán. Bên game này hơi lạ, hơi ảo nha. Tại vì nhiều môn phái mình đa số là sẽ nhận về cái hướng vũ khí của môn phái đó. Mà khải giờ bên này đường môn lại không có nè. Khải giờ tập hóa thì có cái vũ khí nào nè. Toàn đao với kiếm không rồi em ơi. Lại tại đao với kiếm không. Ủa giờ nỏ kiếm đâu ra ta. Anh em nào biết nỏ mua đâu anh em. Ok anh em ơi, sau khi về thôn Ba Lan thì mua được cái cấp 2 này. Thì Khải qua đi liền kêu cho anh em xem. Còn tỷ lệ lên nhanh lên chậm này. Này, đúng chỉ này đánh vài kêu vậy. Bọn này. Auto nó tự động xuống ngựa. Không xuống ngựa này. Hiện tại đường môn không cần xuống ngựa như này. Lên ngựa lại này. Rồi. Sau khi lên thì mình, sau khi lên 8x rồi thì mình sẽ được hỗ trợ một con ngựa đích lô này mà. Mặc vào. Ui. Tắt cái kia rồi nó vẫn tự động xuống ngựa ta. Tắt xuống ngựa rồi mà. Bật nè. Rồi đang trên ngựa nè. Ủa gì đánh một hai cái đứng hình rồi. Hết mana nè mày. Ồ. Cái này phải mua mana nè. Càng nhiều gia đàn vậy. Hiện tại túi tớ vẫn còn 143 giờ mà. Mana đánh tầm này rồi coi. Một kill của đúng môn bao nhiêu mana. Hôm nay coi nhiêu. Max kill là 11 kill thì 51 mana. Này hơi đuối mana rồi. 1k mana mà hết nhanh gơ gốt. Tăng chống phá rồi. Đó, tăng chống phá rồi, 80 rồi. Đó. Rồi. Tụ tiễn. Một. Này là phi đao, này là tụ tiễn. Em hỗ trợ nó 1 điểm rồi. Giờ lên cấp có tăng chống phá rồi. Nói chung khi nào rảnh thì mình sẽ tăng rút 20 điểm chỗ này lại. Mình tăng vào hướng thiên la địa võng. Sẽ tăng đam thêm được 1. Trời thằng này đánh. Đâu nói biết khi nào là phần trăm lên em ơi. Mức độ liền 0%. Anh em còn chờ đợi thứ bao nhiêu phút nó lên phần trăm lên em ơi. Thằng này không có mana nữa chứ. Cái gì muốn rương mana thử coi. Thử gì muốn rương mana thử nè. Sử dụng thành đô đồng. Muốn rương mana thử coi. Muốn rương mana thử như thế nào nè em ơi. Mình còn 2 dòng máy nè. Dòng dịch. Hiện tại chỗ này còn 30 ô. Ok. 30 bình mana thì đánh được bao nhiêu phần trăm. Bộ mày. Hiện tại khả năng luyện đường môn Bảo Vũ nha nè. Khả năng luyện đường môn Bảo Vũ nha nè. Hello Nghĩa Phạm, hello nè mới vô nha. Kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nè mời. Và Khả đang test trải nghiệm cho anh em cách luyện kêu thử nhanh hay không nè mời. Vừa rồi Khả đã được hỗ trợ cho mình một cuốn bí kíp và một cuốn tiểu thành bí kíp lên 11 skill.
thì nó có thử liền năm 2-3 phút đã thử 5% không đây. Nếu mà lâu quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái túi hỗ trợ gói ưu đãi tân thủ này. Mà gói này thì Khải vừa mua cho mình đó là 199 xu, 199 xu tương đương 199k Việt Nam đồng, thì sẽ được hỗ trợ gì? Thì đó, nhiều anh em nói là nó sẽ được hỗ trợ một cái cuốn đại thành bí kíp úp luôn max skill luôn. Thì nếu mà mong ra mà cuốn nó có luôn cuốn đó thì Khải nghĩ với cái cuốn này thì với cái gói ưu đãi tân thủ này Khải thấy nó quá lợi. Nữa mà đỡ mà đi luyện kêu mà ngồi luyện kêu như thế này thì Khải nghĩ chắc vài ngày, ít nhất phải mất vài ngày nữa, ít nhất phải mất vài ngày mới mất kêu được. Nếu mà cái gói này mà nó hỗ trợ được cho mình cái skill 9x max thì không còn gì là không còn gì phải nói rồi này mà. Max rồi mình cũng đi vào bơ ca rồi tống kim luôn nè. Ok, kim phân hình này đã khai khai test thử nè. 2 phút rồi cái đánh xem như thế nào. Vậy hiện tại anh em nào muốn tham gia tựa game trên nền tảng mobile như thế này thì đừng quên truy cập ngay vào trang chủ game Tình Nghĩa Giang Hồ .mobi. Link Khải có ghi bên tay trái, anh em thấy ngay màn hình bên tay trái không? Tình Nghĩa Giang Hồ .mobi. Thì hiện tại phiên bản này thì phiên bản trên nền tảng mobi và anh em có thể chơi trên giả lập này mọi. Và anh em nào đang có ngay chiếc điện thoại của mình iPhone hoặc là Samsung hoặc là Android, nền tảng Android hoặc là iOS, tất cả mọi thứ, anh em truy cập ngay vào đường link lại tiếp theo đó là Tình Nghĩa Giang Hồ .mobi, để tải ngay game tựa game này về nữa mọi. Và tựa game này có tên nó là Hồi Ức Một Thời và đã được chính thức của mình vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 3 là vào ngày mai thôi mọi. Và ngày hôm nay thì sâu một gần, có thể nói là gần một ngày trôi qua thì Khải mới được 8x nữa mà, tại vì Khải chơi sâu mọi người á, nên là Khải lên sâu một chí. Nên là anh em xem gì theo dõi ủng hộ chơi nha. Và anh em nào đam mê tựa game trên nền tảng mobile thì đừng quên truy cập ngay trang chủ nha anh em. Tình Nghĩa Giang Hồ đã tải game về nha anh em ơi. Hãy coi thử lên nhiêu phần trăm rồi. Ui, chưa lên 100% luôn, gần 2 phút rồi anh em ơi. Gần 2 phút chưa lên 100% luôn. What the hell. Cái này hơi canh à. Hơi canh anh em ơi. Cái túi này đã coi khá nhiều anh em bảo Khải mở túi đi. Ok, đã Khải mở túi luôn anh em ơi. Hơn 2 phút là vẫn chưa lên 1% rồi luôn. Cố gắng lên 1% nè. Hơn 2 phút rồi anh em ơi. Mana thì Khải còn 20 bình nữa. 20 bình mana nữa. 20 bình mana nữa. Để xem thử tí nữa hỗ trợ được gì cho anh em xem. Vẫn chưa lên 1% luôn. Hơi canh anh em ơi, cái này hơi canh à. Tại vì nếu anh em đã biết thì nếu mà ở giai đoạn từ level 1 á thì nó lên rất là nhanh. Nhưng mà đến cái thời điểm mà tầng 2 xuất hiện rồi, ở skin 11 kill như thế này tầng 2 đã xuất hiện rồi. Thì anh em cũng đã biết thì nó rất là chậm. Cuối cùng đã lên 100 sau khoảng hơn 2 phút rưỡi anh em ơi. 2 phút rưỡi như thế này thì anh em có tính lên 100% thì anh em khoảng tầm 250 phút là còn tầm 4 tiếng lên một cấp anh em ơi. 250 phút tương đương là khá là lâu anh em. Để mà nói tầm này lên 12 kill phải 4 tiếng, mà để mà max kill chắc phải ít nhất tầm này mà max kill nhất phải thêm 3 ngày nữa mà, ít nhất phải mất 3 ngày. 3 ngày nữa cho đến 4 ngày mới max. Rồi ok. Thì sau khi chúng ta cũng đã trải nghiệm xong thì bây giờ chúng ta cùng về thành. Khải sử dụng cái max kill luôn cho anh em xem. Và bây giờ chúng ta cùng mở túi ưu đãi gói tân thủ 150 xu thử như thế nào nha anh em ơi. Đây. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cái túi ưu đãi anh em ơi. Anh em có thể mua túi ưu đãi ở khu vực Kỳ Chân Cát nè. Và đây là túi đầu tiên nè, gói ưu đãi dành cho tân thủ, khá là đặc biệt luôn. Em thấy nó vòng sáng dị bảo đó, là chắc chắn những cái vật phẩm nó rất là hot, cũng như là không nên bỏ qua nha nè, không nên bỏ qua những vật phẩm như thế này đó. Ok, vừa rồi lúc nãy Khải đã đặt mua rồi, Khải mở cho anh em xem. Rồi cánh được mắt kêu à, có gì không? Ok thì mở có gì anh em ơi. Mở nè. Gì đây? Wow, chúng ta có 500 vạn nè mọi người. 500 vạn thiệt sự quá xô. 500 vạn này thì đánh biết cái nào mà hết tiền. Ok luôn, có 500 vạn anh em, hỗ trợ 500 vạn thiệt sự là quá tuyệt vời. Và tiếp tục đó là một cuốn đại thành. Đây rồi nó đây rồi anh em, nó chính xác rồi, cuốn đại thành bí kíp 90 nè mọi người. Tăng một kỹ năng 9x lên lập tức cấp 20 rồi, sử dụng ngay và liền luôn, không mà suy nghĩ luôn. Ủa đây hay chúng ta sẽ chọn một skill nào đó cần nâng cấp bảo vụ được không? Ok, và sẽ được hỗ trợ thêm cho mình nó là 10 bình tin thổ lộ hạn sử dụng, không hạn sử dụng, và 10 bình trong vòng 11 giờ, và 5 bình thiên sơn bảo lộ, và 10 bình quốc tiểu đội đi chành với đồ này mà. Rồi ok luôn, tiền dạng cắn rương trước ai tính sau này, mình tí đi chành ok này mày. Rồi có tiền dạng ngay rồi, 500 vạn. Ok man luôn, ok man luôn, có bảo vũ rồi, được rồi, mắt kêu này đây anh em ơi, mắt kêu anh em ơi, quá đẹp, tiêu hao nội lực 75 mana. Ok, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Với cái gói ưu đãi 199 xu thì Khải nghĩ là anh em, nếu anh em có chơi mà tham gia thì đừng nên tiếc cái gói này anh em ơi. Mua đi,
ông úp cho lẹ rồi mình đi chăn đi này nọ, mình kỳ cấp cho lẹ nữa mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi kỳ cấp thì thường thường với cấp 80 này thì Khả sẽ lên những cái mắt 80. Nhưng mà lúc nãy Khả ở trên khu vực Liên Công, ở khu vực 70 á, Lâm Như Quang á, Khả có một bơ tơ rất là đẹp. Nên là bây giờ Khả sẽ lên bơ tơ đó để tiếp tục khai luyện như em ơi. Rồi, quá đẹp luôn em ơi. Bây giờ thì mắt kêu rồi, bây giờ thì kém chan rồi, rảnh rỗi thì vào tống kim thôi em. Rảnh rỗi vào tống kim giao lưu, còn lại cứ kém chai 24/24 thôi em. Đó, bây giờ đến chương trình cày cấp em ơi. 199 xu là khoảng tầm 199 Việt Nam đồng mọi người em ơi, 199 Việt Nam đồng. Hãy vô bờ tường á. Rồi. Đấy. Bờ tường đâu đây? Luôn mời tất cả, bỏ luôn mời. À luôn mời không được. Luôn nhận tất cả. Rồi, quá đẹp em ơi. Thôi coi Khải lúc này có tọa độ không? Khải coi có tọa độ không? Đã có tọa độ này. Khải đánh tọa độ nha em. Luôn. Rồi. Đánh bảo vũ được rồi, đánh quá mấy mấy ca đây. Ngon á, ngon á, giờ chanh hơi bị ngon luôn á. Quá đẹp. Ok, đến lại đâu. À, từ từ, bữa nào mình kiếm cái nỏ cấp cao cao tới cái nỏ cấp thấp quá. Khả năng điểm tiềm năng kỹ năng á. Kỹ năng đang rồi này. Tiềm năng này. Để tiếp tục là thông pháp. Bữa nào mình có xếp đồ ngon ngon mình tẩy tỷ lại nè mày. Mình tăng hơi sai. Tại vì mình tăng 20 điểm và bom để mình đi luyện ở khi giai đoạn đầu á. Nên là hơi kém tí. Với lại 11 điểm 8 là tiêu nè. Chắc chắn mình đã tẩy tỷ lại rồi. Rồi. Anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại cho Duy Khả như là tựa game tình nghĩa giang hồ. Trên nền tảng mobile này đừng quên cho Khả một like cho xã hội cho nè mày. Và bây giờ chắc là Khả cùng off live stream và hẹn em vào những buổi live stream tiếp theo nha. Bye bye mọi người nha anh em ơi, mắt kêu rồi bây giờ cấm đi luyện rồi, đợi Tống Kim giao lưu chơi anh em ơi. Bye bye Hiếu Trung nha. Ok anh em ơi, đúng rồi. Thiên Sơn Mẫu Lộ đồ quá tưởng này nọ, cày đồ luôn cũng ngon nè mà Khả sử dụng vài cái luôn rồi, tại vì là mình cắn cho tem luôn. Ủa, sử dụng quá tưởng rồi. Ok. Rồi đẹp anh em ơi. Rồi quá đẹp luôn, Thiên Sơn Mẫu Lộ cắn rồi nha. Bây giờ á, Khả cũng đã lọc đồ rồi anh em ơi. Chỉ vì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi coi thì Khả có thêm món đồ nào viết không nhau nè. Đó, những trang bị lọc Khả đã ok rồi. Rồi. Bye bye anh em và hẹn anh em ở những buổi livestream tiếp theo, như là giao lưu những tựa game vào năm truyền kỳ trên nền tảng mobile tiếp theo anh em ơi. Và anh em đừng quên hãy truy cập ngay vào đường link tình nghĩa giang hồ.mobi để tải game này về anh em ơi. Nói thiệt là một tựa game Khả đã trải nghiệm và thực sự là quá ok anh em ơi, rất là nhẹ luôn. Đỡ mà nói thì những tựa game anh em tham gia thì nó rất giật lắc, mà cảm giác xem vào này không có giật lắc cái gì luôn, quá nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Rồi bye bye mọi người nha, bye bye, hẹn anh em chúng ta sẽ gặp lại với những buổi livestream tiếp theo nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ, bye bye. Bye nha anh em.